Thực ra cái hành trình khởi nghiệp của Vietbit nói chung và cá nhân tôi thì nói riêng ra đi từ bàn tay trắng, đặc biệt lũy trên này. Khi mà học đại học xong thì đều mong muốn có một cái nghề, và trước đây tôi rất là mơ ước đó là trở thành giảng viên đại học. Tuy nhiên rằng sau khi ra trường, cái mong muốn đó nó không được như ý. Tôi phải tìm một cái nghề gì đó để tồn tại. Tôi có duyên tìm đến với nghề gọi là đổi mực giả, và đến 2012 tôi bắt đầu set up doanh nghiệp riêng và Vietbit ra đời. Trong quá trình làm thuê cũng như là khi mà chuẩn bị khởi nghiệp, tôi thường hay phải tích kiệm, tức là tích lũy, tiết kiệm từng đồng cắt của tôi, gọi là đồng cắt một, để cho bản thân mình cũng như là Vietbit có cơ hội tồn tại. Tôi mới nhận ra các doanh nghiệp khác chắc cũng vậy, họ cũng cần phải cái tiết kiệm cái chi phí hàng ngày, chi phí vận hành hàng ngày để mà tồn tại và phát triển. Chính vì cái lý do đó nên là tôi Vietbit chọn cái định hướng đó là cho thuê thiết bị văn phòng. Và cái khởi nghiệp đầu tiên chúng tôi, những sản phẩm dịch vụ cho thuê đầu tiên đó là cho thuê máy in. Thực sự là tôi không phải là người mà tạo ra một cái khái niệm kinh tế sở hữu hay là kinh tế thuê bao. Tuy nhiên rằng cái dịch vụ, có lẽ là cái dịch vụ cho thuê thiết bị văn phòng mà xuất phát từ cho thuê máy in ấy, nó tạo ra một những cái thay đổi trong cái cách sử dụng thiết bị văn phòng của khách hàng. Từ cái thói quen, tức là người ta có cái thói quen đó là sở hữu tài sản, thì thay sang đó thì người ta sẽ là thuê dịch vụ, hay gọi là thuê bao. Cái giá trị mà khách hàng thay đổi như vậy bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là khi mà cái thiết bị văn phòng đó là thiết bị tiêu hao, khi sử dụng thì cần phải có thay thế linh kiện tiêu hao, vật tư tiêu hao, rồi bảo dưỡng bảo trì hàng tháng. Nên là nếu mà khách hàng mà sở hữu cái tài sản đó, đôi khi là sự thay đổi công nghệ nó ngày càng một phát triển liên tục, update cái sản phẩm liên tục, thì đôi khi khách hàng sở hữu đó dẫn đến có những cảm giác gì đó là rất là khó chịu khi mà có những cái model mới ra đời và không cập nhật thường xuyên, đồng thời có những cái chi phí rất là cao cho cái việc sở hữu đó, dẫn đến là có sự chuyển dịch từ cái việc là mua sang cái dịch vụ mà thuê. Những cái gì mà khách hàng có nhu cầu thì Vietbit sẵn sàng cho thuê. Cụ thể ví dụ như là cho thuê về máy máy scan, cho thuê về máy PC laptop, cho thuê về máy lọc nước. Với Vietbit thì luôn luôn có một cái slogan đó là dịch vụ tiên phong, tức là chúng tôi luôn luôn thay đổi cái tinh thần phục vụ, tinh thần làm dịch vụ để phục vụ khách hàng. Khách hàng đến với Vietbit ngoài những cái giá trị sản phẩm thuê mang lại thì khách hàng còn được hưởng những cái giá trị từ dịch vụ mà bản thân những con người Vietbit làm nên nó. Đó mới là sự khác biệt, chứ không phải là những cái thiết bị mà ta khác biệt. Khác biệt nữa ở đây là khi khách hàng đến với Vietbit, khách hàng sẽ được hưởng những giá trị từ dịch vụ của Vietbit, đó là dịch vụ mà chúng tôi gọi là 4.0. Khách hàng không cần bỏ tiền, bỏ chi phí đầu tư lớn ban đầu để mua thiết bị này. Không cần phải lo cho chăm sóc bảo trì bảo dưỡng này, không cần phải lo chi phí để thay thế linh kiện tiêu hao hàng tháng cho thiết bị này, rồi không phải mất chi phí quản lý thiết bị nữa. Chúng tôi có cam kết thời gian xử lý những cái lỗi sự cố nhanh nhất để khách hàng không phải chờ đợi. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thể là dự phòng những cái thiết bị tại chỗ để khách hàng có thể tự chủ, khi mà các thiết bị gặp lỗi hay là gặp sự cố thì khách hàng có tự động thay. Điều đó là giúp cho cái công việc hàng ngày của khách hàng trở thành một cách trơn tru nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất. Trong một cái xu thế mà chuyển đổi số diễn ra rất là nhanh, buộc các doanh nghiệp mà cần phải thay đổi để thích nghi, thì có những cái giá trị, có những cái sản phẩm dịch vụ trước đây gọi là hàng cốt thì gần như là nó đang gặp trở ngại, hạn chế và thậm chí còn mất đi. Thì với Vietbit thì chúng tôi cũng phải thích ứng với cái xu thế đó và phải thay đổi và mang lại những cái dịch vụ mới, cho thuê máy scan số hóa tài liệu, cho thuê những cái thiết bị lưu trữ. Vietbit thì nỗ lực hàng ngày để cải tiến dịch vụ của mình để thích ứng, mong sao rằng chúng tôi sẽ tồn tại và phát triển bền vững để phục vụ tốt những cái nhu cầu thay đổi hàng ngày của khách hàng. Cái mảng dịch vụ cho thuê máy in phải là của Vietbit thì đã được các cái khách hàng đánh giá rất rất cao. Ví dụ như là cái khối ngân hàng thương mại cổ phần ở tại Việt Nam, ví dụ như là ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank, ngân hàng hàng hải, ngân hàng xăng dầu PGBank, công ty viễn thông như là Viettel Post,
hay là FPT, chúng tôi cũng đã cung cấp những vụ cho thuê với khách hàng đó. Rồi với khối bệnh viện, chúng tôi cũng đã triển khai với những bệnh viện tư cúc. Đó là hệ thống và những dịch vụ mà khách hàng truyền thống của chúng tôi hiện tại đang phục vụ và được đánh giá rất là cao.